sau trận Pháp hòa Bồ Đào Nha 2-2 ở loạt cuối bảng F để cùng dắt tay nhau đi tiếp. Hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới là Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe đã cùng cởi trần đùa giỡn với nhau trong đường hầm. Trong trận đấu trên, Ronaldo đã ghi hai bàn thắng từ chấm 11m cho Bồ Đào Nha để chính thức cân bằng kỷ lục 109 bàn thắng của mình. Trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia. Còn Kylian Mbappe là cầu thủ đắt giá nhất trên thế giới hiện tại với giá trị 160 triệu euro. Dù không ghi bàn ở trận này nhưng Mbappe đã góp công mang về quả phạt đền cho đội Pháp để Benzema sút phạt thành công ghi bàn. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nha. Kylian Mbappe đã và sẽ là một trong những cái tên có triển vọng bậc nhất vươn lên đỉnh thế giới bóng đá sau kỳ thống trị của Messi và Cristiano Ronaldo. Sẽ còn gì tuyệt vời hơn khi siêu sao của Paris Saint-Germain sẽ được tiếp nối sự vĩ đại mà CR7 đã xây dựng trong suốt những năm tháng qua. Bởi đơn giản, Ronaldo chính là thần tượng số 1 của Mbappe. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những lần đối đầu đáng nhớ của Mbappe với chính idol Ronaldo của mình các bạn nhé. Trận đấu mở màn cho video ngày hôm nay là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Pháp trong khuôn khổ Nations League 2020. Nhìn chung, tỷ số không đều chung cuộc cũng đã nói lên phần nào thế trận ngày hôm đó. Không có mấy tình huống đáng chú ý, thậm chí màn giao lưu và ôm ấp của Cristiano Ronaldo với fan trung thành của mình Kylian Mbappe còn được chú ý hơn cả. Sướng nhất Mbappe nhé, vừa được gặp idol mà hình như lại còn được chính CR7 gạ kèo chuyển câu lạc bộ để sang chơi bóng cùng anh nữa, được thực sự. Cristiano Ronaldo cũng đã có một số cơ hội để được điền tên lên bảng đếm số, nhưng đáng tiếc sự xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris đã khiến cho những cú đóng gạch uy lực này của Ronaldo nó cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội mà thôi. Nhìn anh bảy bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Pháp ngày hôm đó, thấy mà thương anh. Quay ngược lại mùa 2017-2018, khi Mbappe có cơ hội được đối đầu với idol Cristiano Ronaldo của mình lần đầu tiên, đó là khi Real Madrid và PSG phải thanh trường nhau tại Champions League. Và dù cho có là một cậu thanh niên chưa tròn 20 bỡ ngỡ khi được gặp thần tượng của mình, nhưng Kylian Mbappe vẫn có nhiều tình huống làm khổ hàng phòng ngự của kiền kiền trắng, như pha răng lạc loại bỏ Marcelo và phải có tới 3 cái bóng áo trắng chùm lại mới ngăn cản được tiền đạo người Pháp, nhưng cũng phải bằng hình thức phạm lỗi. Mbappe đã khiến idol của mình phải toát cả mồ hôi. Tiếp tục là Mbappe khuấy đảo hàng phòng ngự Real Madrid, hết cho ông anh đồng hương Benzema nằm đo sàn, rồi tiếp tục cho thêm một ngôi sao nữa bên phía kền kền trắng ngã rồi mà vẫn vẹo hết cả cuộc sống. Cảnh tượng chỉ với một tình huống mà có tới hai cầu thủ Real bị hạ đo ván như này đúng thật là hiếm có khó tìm, và hung thủ khiến đại diện Tây Ban Nha khóc thét xứng danh là viên ngọc sáng Mbappe. Vừa rồi là một số tình huống đáng chú ý của Mbappe khi đối đầu với Real Madrid. Giờ đây chúng ta hãy cùng điểm qua những diễn biến chính của hai trận đấu để xem cậu trai trẻ người Pháp thể hiện được gì với idol của mình nhé. Cá nhân Kylian Mbappe tỏa sáng thì chưa thấy đâu,
nhưng Ronaldo đã cho thấy tài năng trẻ của PSG đã chọn đúng người để thần tượng. Dẫu chỉ là bàn thắng gỡ hòa trên chấm phạt đền thôi, nhưng mà cái thần thái của anh Bảy thì không thể chê vào đâu được, cứ phải gọi là ngầu bá cháy. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng thì thời cơ để Mbappe thể hiện mình trước thần tượng Cristiano Ronaldo. Nhưng thật đáng tiếc là trong một cự ly đã rất gần với khung thành thì tài năng của xứ Lục Lăng vẫn không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Keylor Navas. Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Bước vào trận lượt về, sau khi bị Real cho phơi áo 3-1, các cầu thủ PSG đã dồn toàn lực lên tấn công nhằm tự quyết định số phận của mình. Và người được trao ấn kiếm đầu tiên vẫn là Kylian Mbappe. Nhưng một tình huống có phần hơi cá nhân của ngôi sao mang áo số 29 đã để cho cơ hội bị bỏ qua nhanh chóng. Đồng thời màn solo bất thành đó cũng khiến người đàn anh Edinson Cavani tỏ ra không hề hài lòng chút nào. Trong màn sương khói mờ nhân ảo được tạo ra khi các cổ động viên quá khích của PSG đốt pháo sáng khắp sân, thì cái hình bóng vĩ đại mang áo số 7 lại một lần nữa xuất hiện để chấm dứt mọi hy vọng được tiến xa của Mbappe cùng các đồng đội. Vâng, chính lại là Cristiano Ronaldo với cú bật cao đánh đầu quen thuộc đã mở điểm, đồng thời gia tăng tổng tỷ số sau hai lượt trận lên 4-1 dành cho Real Madrid. Lần gặp nhau gần nhất của Mbappe và Ronaldo chính là tại vòng bảng của Euro 2020. Và lại như một định mệnh được sắp đặt từ trước, Kylian Mbappe lại phải đứng nhìn thần tượng bước lên chấm luân lưu để trừng phạt chính đội bóng của mình. À thì vẫn như mọi khi thôi, đã đứng ở khoảng cách 11m mà còn bật mốt tập trung cao độ thế này, thật khó để Hugo Lloris có thể giành được chiến thắng trước Cristiano Ronaldo 1-0 cho Bồ Đào Nha ở phút 31. Sau khi bị Bồ Đào Nha mở tỷ số, dường như nỗi đau tại trận chung kết Euro 5 năm về trước như tiếp thêm luồng sức mạnh cho Pháp. Họ đã vùng lên mạnh mẽ và có được hai bàn thắng, đều do công của Benzema để đảo ngược tỷ số trận đấu, giành lại lợi thế dẫn trước. Nhưng rồi Cristiano Ronaldo lại xuất hiện như một vị thần để thêm một lần giải cứu Seleção châu Âu. Lần này, anh Bảy tự kiếm pen về cho cả đội, rồi trực tiếp thực hiện thành công để có lần thứ hai ăn mừng bàn thắng trong trận đấu. Và lần này thì Hugo Lloris vẫn bị đánh lừa, cay thực sự luôn. Đây cũng là bàn thắng chốt hạ trận đấu thuộc hàng kinh điển lúc này. Hai đều cùng một điểm cho cả Pháp và Bồ Đào Nha là một kết quả làm hài lòng cả làng. Vừa rồi chính là 4 trận đấu đáng nhớ của Kylian Mbappe khi anh được đối đầu với chính thần tượng của mình, Cristiano Ronaldo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.